Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Cô Hường sẽ giới thiệu với các bạn một số đồ vật khác nhé. Đây là một chiếc mũ. Hat. 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 Một chiếc túi. Túi sách. Bag. 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 Một chiếc điện thoại di động. Mobile. Mobile. Mobile phone. Mobile phone, điện thoại di động, mobile phone. Một chiếc vali, suitcase, suitcase, suitcase. Và hôm nay chúng ta học cách nói sở hữu của ai đó. Cái này chúng ta đã từng học với từ my, your, của tôi, của bạn. Hôm nay chúng ta học hình thức sở hữu cách của danh từ với cách viết một dấu phẩy trên kèm theo chữ S. Chúng ta sẽ đọc S, S là của. Ví dụ, của mẹ, mom's hat, mũ của mẹ, mom's hat. Dấu sở hữu cách sẽ được theo sau ngay người sở hữu cái đó, mom's hat. Hoặc là điện thoại của bố, das, das, của bố, das mobile phone, điện thoại của bố. Chúng ta có cách hỏi whose, whose is it, whose is it, cái này của ai, whose, của ai, whose is it, cái mũ này của ai, it's my hat. Mũ này của tớ, my hat. Còn chiếc mũ này của ai nhỉ? Whose is it? Whose is it? It's my mom's hat. Nó là của mẹ tớ. It's my mom's hat. Chiếc mũ của mẹ tớ. Whose is it? Còn chiếc cặp sách này là của ai? Whose is it? Đây là chiếc cặp ba lô của bạn Emma. Vậy thì chúng ta sẽ thêm sở hữu cách vào sau Emma. It's Emma's backpack. It's Emma's backpack.